Bệnh tiểu đường nên ăn loại trái cây nào? Trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh tiểu đường, không phải loại trái cây nào cũng nên ăn. Những loại trái cây nên ăn. Những loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, fiber, tương đối an toàn cho người bệnh tiểu đường. Vì có chỉ số đường huyết, GI, glycemic index thấp, do đó sẽ không gây tăng đường huyết nhiều và nhanh sau bữa ăn như các loại thực phẩm có GI cao. Tại sao vậy? Lý do chính là nhờ các chất xơ có trong trái cây đã làm chậm quá trình hấp thu chất đường vào trong cơ thể rất nhiều. Trái cây có nhiều chất xơ thường là các loại trái ăn được cả vỏ và hạt, vì đó chính là các thành phần chứa nhiều xơ nhất trong trái. Các loại trái cây sau đây chứa nhiều chất xơ. Phần trăm chất xơ ghi trong ngoặc: táo 2,5%, lê 2,1%, mơ 2,1%, kiwi 2,6%, dâu tây 2%, lựu 3,4%, bơ 6,7%. Những loại trái cây chứa nhiều chất đường fructose hoặc có tỷ lệ đường fructose glucose cao cũng rất tốt cho bệnh tiểu đường, vì fructose không cần insulin để chuyển hóa. Điều này rất có lợi cho những người đang bị đề kháng với insulin. Bệnh tiểu đường type 2. Fructose cũng có chỉ số GI thấp hơn glucose và sucrose, đường ăn thường dùng. GI của fructose là 19, trong khi glucose là 100 và sucrose là 60. Tóm lại, các trái cây nhiều fructose sẽ không làm tăng đường huyết nhiều và nhanh như các loại trái nhiều glucose khi được ăn với một số lượng như nhau. Các loại trái cây nhiều fructose là táo, lê, ổi và xoài xanh. Tất cả đều có tỷ lệ fructose, glucose lớn hơn 2. Nên nhớ, các loại thức uống ngọt được các nhà sản xuất khoe rằng chứa nhiều fructose như high fructose corn syrup, HFCS, vẫn không thể dùng thay các loại trái cây nhiều fructose, vì những loại nước uống này chứa nhiều lượng fructose hơn trái cây bình thường và lại không hề có các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Sử dụng lâu dài các HFCS này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh béo phì và bệnh tiểu đường. Sau đây là một số loại trái cây tốt cho người bệnh tiểu đường. Trái bơ. Bơ không chỉ nhiều chất xơ mà còn nhiều chất béo đơn không bão hòa, nên là loại trái cây rất tốt để phòng ngừa các biến chứng tim mạch, loại biến chứng gây tử vong chính cho các người bệnh tiểu đường, theo như khuyến cáo của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, ADA, American Diabetes Association. Cũng có một vài bằng chứng chứng tỏ rằng các thực phẩm nhiều chất béo đơn không bão hòa cũng cải thiện được lượng đường huyết. Trái táo. Ngoài fructose và chất xơ, táo còn chứa nhiều chất pectin cũng có thể giúp ổn định đường huyết và giảm được nhu cầu về insulin đến 50%. Pectin là chất được tập trung nhiều ở vỏ và hạt táo. Nó có tác dụng như một chất khử độc trong cơ thể. Nó có khả năng loại trừ những độc tố gây hại cho mạch máu và làm giảm hàm lượng đường insulin tới hơn 35% trong máu. Ngoài ra, táo còn là loại trái cây rất giàu vitamin B1, có khả năng ngăn chặn những tác động xấu ảnh hưởng tới các tế bào não, một chứng bệnh thường xảy ra đối với bệnh nhân mắc tiểu đường. Khi ăn táo, bạn nên ăn cả vỏ, vì như vậy bạn không chỉ được thưởng thức vị giòn của vỏ táo mà còn bổ sung cho cơ thể hàm lượng chất pectin. Trái ổi. Ổi là sự lựa chọn tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường. Ngoài lượng đường thấp, chỉ số hấp thu thấp, ổi còn giàu chất xơ và các chất chống oxy hóa rất cần thiết giúp giảm mỡ máu. Điều khiến bạn ngạc nhiên là lượng vitamin C trong ổi cao gấp 4 lần so với lượng vitamin C trong cam. Mỗi ngày bệnh nhân tiểu đường có thể ăn tối đa 100 gram ổi. Trái bưởi. Ổi cũng là loại trái cây rất tốt cho người bị tiểu đường. Bưởi giúp giảm cân nên cũng giảm được tình trạng đề kháng với insulin của các bệnh nhân tiểu đường type 2. Nếu được dùng trong bữa ăn, bưởi cũng giúp kiểm soát được lượng insulin trong máu. Bưởi cũng là loại trái cây luôn được các bác sĩ khuyên dùng đối với bệnh nhân tiểu đường, vì nó có khả năng làm giảm hàm lượng đường glucose.
Chính vì thế, bệnh nhân mắc tiểu đường nên duy trì thói quen ăn bưởi thường xuyên. Hơn thế nữa, bưởi còn giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định, cho nên cũng rất có lợi với bệnh nhân mắc cao huyết áp. Trái roi. Giống như bưởi, roi cũng là loại trái có tác dụng khống chế lượng đường trong máu. Thậm chí cả hạt roi cũng có tác dụng chữa bệnh. Bạn có thể ăn roi, sau đó lấy hạt phơi khô và tán thành bột, uống với nước. Cách làm này không những tốt đối với bệnh nhân tiểu đường mà nó còn giúp bạn thỏa mãn cơn khát và ngăn ngừa tình trạng đi tiểu nhiều lần. Trái cam. Cam rất giàu vitamin C, giúp phòng ngừa nhiễm trùng, tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Cam còn chứa nhiều chất xơ có lợi cho kiểm soát đường huyết và giảm mỡ máu. Lượng vitamin A, vitamin B và flavonoid trong cam giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Lượng cam bệnh nhân tiểu đường có thể ăn tối đa mỗi ngày là 200g. Trái dâu tây. Dâu tây chứa ít đường và loại đường trong dâu tây có chỉ số hấp thu thấp. Ngoài ra, dâu tây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho hệ miễn dịch, giúp chống lão hóa và bảo vệ mắt. 250g dâu tây mỗi ngày là khẩu phần hợp lý dành cho người bị tiểu đường. Trái đào. Đào cũng được biết đến là trái cây đường huyết thấp và mang lại lợi ích cho những người bị bệnh tiểu đường. Trái đào có chỉ số đường huyết ở mức 29. Chúng cũng là chất chống oxy hóa rất tốt và dồi dào vitamin A, vô cùng hữu ích trong việc ngăn ngừa sự phát triển của ung thư. Nghiên cứu còn cho thấy trái đào hỗ trợ trong việc làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư ở đại tràng. Trái bí đỏ, bí ngô. Bí đỏ vị ngọt, tính ấm không độc, có tác dụng bổ sung khí huyết. Nó chứa một loại đường trái cây có thể kết hợp với cholesterol dư thừa trong cơ thể, ngăn ngừa cholesterol quá cao, chống xơ cứng động mạch. Y học hiện đại đã chứng minh trong trái bí chứa nhiều các chất bổ ích cho cơ thể như adenine, pentosan, có tác dụng thúc đẩy bài tiết tuyến insulin. Người mắc bệnh tiểu đường mỗi ngày nên nấu khoảng 100g bí đỏ để cải thiện tình trạng bệnh. Trái dưa leo. Dưa leo vị ngọt mát có tác dụng giải nhiệt. Nghiên cứu dược lý đã chứng minh dưa leo chứa 1.6% hàm lượng đường, là thực phẩm thường dùng của người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, dưa leo còn bao gồm các vitamin C, beta carotene, chất xơ và khoáng chất. Người mắc bệnh tiểu đường do béo phì mỗi ngày nên ăn khoảng 100g dưa leo. Trái khổ qua. Loại trái này có vị đắng, tính hàn, chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng vitamin C. Nghiên cứu dược lý còn chứng minh trong trái khổ qua còn chứa saponin, có tác dụng tốt cho hạ đường máu. Những loại trái cây không nên ăn. Tất cả các loại trái cây có nhiều đường glucose đều làm tăng nhanh lượng đường trong máu, nên ăn hạn chế. Các loại trái này thường có vị rất ngọt như mít, sầu riêng, nhãn, vải, chuối chín, nho, dứa, còn gọi là thơm hoặc khóm, dưa hấu chín, cam quýt chín. Trái cây khi xay hoặc ép ra nước cốt sẽ bị mất rất nhiều chất xơ, nên còn lại rất nhiều chất đường, cũng không nên sử dụng thường xuyên. Các loại nước trái cây đóng chai hay đóng hộp thường bị các nhà sản xuất bỏ thêm vào đường sucrose, nên cũng có rất nhiều đường, người bệnh tiểu đường cần phải kiêng tuyệt đối. Câu hỏi đặt ra là một lượng trái cây như thế nào được coi là thích hợp với bệnh nhân mắc tiểu đường. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn ít nhất là 5 phần trái cây và rau xanh mỗi ngày. Việc tăng ăn trái cây đều đặn như vậy sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ tăng đột ngột của hàm lượng đường glucose trong máu. Cũng xin nhắc thêm rằng tuyệt đối không nên ăn trái cây sấy khô, vì trong trái cây sấy khô không chỉ tập trung nhiều đường mà còn chứa rất nhiều chất béo và calo, không có lợi cho bệnh tiểu đường. Bản thân chất đường, dù là đường trong trái cây hay đường mía, đều làm tăng mức đường huyết và tăng nồng độ các loại mỡ không tốt cho tim mạch. Tăng triglyceride và giảm HDL cholesterol. Vì vậy, nên dùng với lượng vừa phải, đừng nên lạm dụng trái cây. Ăn quá nhiều trái cây trong một thời gian ngắn có nguy cơ dẫn đến cholesterol trong máu tăng cao, thiếu hụt chất đồng, dễ mắc bệnh tim mạch. Khi đã ăn trái cây thì nên bớt lượng chất bột trong bữa ăn hàng ngày với liều lượng tương đương.
Trái cây thông dụng chữa trị cao huyết áp. Trái cây cũng là thuốc chữa bệnh tăng huyết áp rất tốt. Tuy nhiên, bệnh tăng huyết áp có nhiều dạng và mỗi loại trái cây chỉ thích ứng với một số dạng cao huyết áp nhất định. Muốn sử dụng có hiệu quả, cần căn cứ vào những triệu chứng cụ thể để lựa chọn loại trái cây thích hợp. Trái quýt. Nước quýt có nhiều vitamin C, 25-40mg trong 100g. Acid citric, các chất đường và hàng chục hoạt chất sinh học khác thiết yếu đối với cơ thể. Với những người bị tăng huyết áp do viêm gan mạn tính, trái quýt có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Sau mỗi bữa cơm, ăn thêm một trái quýt không những có tác dụng kích thích tiêu hóa, mà còn có thể tiêu trừ tình trạng rối loạn tiêu hóa do huyết áp tăng cao. Trái táo có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và chống xơ vữa động mạch. Một nghiên cứu gần đây cho biết, táo có tác dụng điều hòa huyết áp tốt đối với những người thích ăn mặn. Trái dưa bở có tác dụng hạ huyết áp, thanh nhiệt, tiêu đờm và trừ phiền. Có thể sử dụng như một loại thuốc đối với những người bị tăng huyết áp kèm theo các chứng trạng đầy tức ở vùng ngực, chóng mặt, hoa mắt. Theo đông y, các triệu chứng đó là do đàm nhiệt gây nên. Cũng có thể áp dụng bài thuốc dây dưa bở, dây dưa chuột, dây dưa hấu, mỗi thứ đều 15g khô, đem sắc kỹ với nước, chia 2 lần uống vào đầu buổi sáng và đầu buổi chiều trong ngày. Trái dưa hấu có thể sử dụng để chữa tăng huyết áp, đặc biệt là đối với những người tạng nhiệt, đại bí kết, tiểu tiện sẻn đỏ. Hàng ngày có thể dùng vỏ dưa hấu khô 15g hoặc vỏ tươi 50g, hạt muồng 9g, đun nước uống thay trà hàng ngày. Trái chuối tiêu có tác dụng hạ huyết áp và làm giảm cholesterol trong máu. Người bị tăng huyết áp hàng ngày nên ăn chuối tiêu 3 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 trái. Ăn liên tục khoảng 1 tháng, huyết áp sẽ giảm xuống rõ ràng. Các nghiên cứu đã phát hiện thấy, tác dụng hạ huyết áp đó có liên quan đến hàm lượng chất kali chứa trong trái chuối và tỷ lệ bị tai biến mạch máu não do huyết áp lên cao ở những người thường xuyên ăn chuối thấp hơn ở những người không ăn chuối khoảng 23,6%. Để làm giảm cholesterol máu, hàng ngày nên lấy vỏ chuối. Chú ý lấy cả cuống, 30-60g sắc uống. Liên tục trong 10-12 ngày, hàm lượng cholesterol sẽ giảm xuống thấy rõ. Trái dứa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong trái dứa có một số loại enzyme, men có tác dụng xúc tiến phân giải các chất đạm, cải thiện tuần hoàn máu và tiêu thủng. Người bị tăng huyết áp thường xuyên ăn dứa hoặc uống nước dứa có tác dụng điều hòa huyết áp, dự phòng phù thủng do tăng huyết áp và ngăn chặn sự hình thành các huyết khối gây nghẽn tắc mạch máu. Trái hồng. Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, trái hồng có tác dụng chống xơ vữa động mạch và làm giảm huyết áp. Hằng ngày có thể dùng trái hồng tươi ép lấy nước cốt hòa với sữa hoặc nước cơm uống. Ngày uống 3 lần, mỗi lần nửa chén. Có tác dụng hạ huyết áp và phòng trúng phong, tai biến mạch máu não do tăng huyết áp. Đối với những người trong vườn có trồng cây hồng, hằng ngày có thể dùng 10-15g lá hồng khô sắc uống thay trà. Từ thời xưa, người Nhật có tập quán dùng trà lá hồng để dưỡng sinh và phòng trị bệnh tật. Theo các nghiên cứu hiện đại, lá hồng có tác dụng diệt khuẩn, hạ huyết áp, tăng độ bền thành mạch máu, phòng ngừa xơ vữa động mạch, dùng để chống mất ngủ, giảm béo, chữa bệnh tim và động mạch vành tim, tiểu đường. Trái cà chua. Trong trái cà chua có nhiều axit gamma amino butyric, GABA. Đây là một hợp chất có thể giúp giảm huyết áp. Trái khổ qua, mướp đắng có tính thanh mát, lợi tiểu, hạ huyết áp. Bệnh nhân cao huyết áp nên dùng khổ qua như một loại rau quen thuộc. Trái kiwi. 3 trái kiwi một ngày chính là đơn thuốc hiệu quả dành cho những bệnh nhân cao huyết áp. Đây là loại trái cây có khả năng chữa bệnh cao huyết áp rất diệu kỳ. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được trái cây, mà đặc biệt là kiwi, có tác động tích cực tới các bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp.
trong kiwi rất giàu các chất chống oxy hóa được gọi là lutein, là một trong những chất có tác dụng chống lại các bệnh gây nguy hại cho con người, đặc biệt các bệnh có liên quan đến mắt. Ngoài ra, trong kiwi còn chứa kali, một loại chất có tác dụng điều hòa huyết áp giúp ổn định cơ thể. Với những bệnh nhân cao huyết áp, mỗi ngày ăn 3 trái kiwi là cách nhanh nhất giúp huyết áp của họ luôn ổn định. Mặt khác, ăn kiwi thường xuyên sẽ giúp bạn có làn da đẹp, chống lão hóa và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Bệnh gút nên ăn loại trái cây nào? Sau một bữa tiệc thịnh soạn với đầy rượu thịt, nếu có cơn đau dữ dội nổi lên ở các khớp, nhiều khả năng là bạn đã bị bệnh gút, thống phong. Bệnh xuất hiện do hàm lượng axit uric trong máu tăng cao. Triệu chứng điển hình là nổi u cục hoặc viêm ở các khớp. Người bị bệnh gút không nên uống nhiều rượu mạnh. Không được ăn các thức ăn chứa nhiều purin như phủ tạng động vật, tim, gan, thận, lá lách, óc, hột vịt, gà lộn, trứng cá, cá trích, cá đối, cá mòi. Không ăn mỡ động vật, không ăn đường. Người bệnh nên dùng hạn chế protein. Nhỏ hơn 1 gram protein trên kg trên ngày, tương đương nhỏ hơn 200 gram thịt nạc mỗi ngày. Không ăn nhiều, ăn vừa phải, điều độ. Đồ biển, tôm, cua, các loại đậu hạt, măng tây, chocola, cacao, trà, cà phê. Ngược lại, người bệnh gút nên dùng nhiều các loại rau xanh, trái cây tươi, uống nhiều nước, nước khoáng có bicarbonate, nước sắc lá sake, các loại ngũ cốc, sữa, trứng, tránh để béo phì, tăng cường vận động, tránh stress, tránh gắng sức, tránh lạnh đột ngột. Trong đa số trường hợp, chế độ ăn uống góp phần điều trị cho bệnh gút và các bệnh kèm theo, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, chứ không thể thay được thuốc. Thực hiện tốt chế độ ăn uống có thể giảm bớt số lượng thuốc, số loại thuốc cần dùng, giảm bớt các hậu quả xấu của bệnh. Dưới đây là một số loại trái cây tốt cho người bệnh gút. Trái dứa hay trái thơm. Dứa giúp làm giảm đau và ngăn chặn cơn viêm khớp cấp do gút. Trong trái dứa có một men được gọi là bromelain giúp làm giảm sưng. Dứa cũng chứa nhiều kali, axit folic. Kali giúp thải axit uric ra khỏi cơ thể. Axit folic là vitamin nhóm B, giúp sửa chữa các sẹo của mô bị tổn thương trong cơn gút cấp. Với người bị gút, dứa có thể được sử dụng như thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng nếu đang bị viêm loét dạ dày tá tràng. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi đang sử dụng dài hạn aspirin, clopidogrel hay warfarin. Trái dâu tây. Dâu tây giúp làm giảm tình trạng viêm do có chứa nhiều vitamin C so với các trái cây khác. Dâu tây cũng có chứa chất quercetin giúp làm giảm sưng, đặc biệt tốt khi dùng cùng với dứa. Trái Việt quất có nhiều ở xứ lạnh như Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand. Việt quất là thứ trái cây tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho người bị gút. Việt quất có tính kháng viêm là do có hoạt chất được gọi là anthocyanin. Nó còn có hoạt tính làm giảm axit uric máu. Không chỉ giúp ích cho người bị gút, anthocyanin còn có hoạt tính chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch, phòng ngừa ung thư. Trái nho. Nho cũng có chứa một lượng lớn anthocyanin. Màu tím thẫm hay xanh đậm của nho là do nhóm hóa chất này. Trái chuối, bưởi. Chuối, bưởi có rất nhiều kali, một chất quan trọng trong việc điều trị gút. Kali cũng giúp thận thải tinh thể urat qua nước tiểu. Bên cạnh đó, bưởi cũng có nhiều vitamin C giúp làm giảm tình trạng viêm. Trái cây giúp giảm cholesterol. Cholesterol là một chất béo mềm, màu vàng nhạt, kết tinh được tìm thấy trong máu chúng ta. Nó được sản xuất hàng ngày trong gan, nguồn gốc nội sinh, mỗi ngày từ 1,5 gram đến 2 gram. Nguồn gốc cholesterol ngoại sinh là từ việc ăn uống các chất mỡ động vật. Cholesterol được cho là luôn liên hệ đến các bệnh tim mạch. Khi cơ thể chúng ta có một mức quá cao LDL, tức cholesterol xấu,
như là trên 160mg trên dl. Chúng bắt đầu tích tụ lại ở mặt trong thành các động mạch, tạo ra các mảng bám. Hơn nữa, cục máu đông có thể xuất hiện trên các mảng này, làm giảm đi số lượng máu, oxygen và các chất dinh dưỡng đi ra từ tim nhằm cung cấp cho não chúng ta. Hiện tượng đó chắc chắn tạo ra các bệnh tim mạch, thường dẫn đến các cơn đau tim và tai biến mạch não. Nếu bị cholesterol cao, bạn nên có chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn. Một chế độ ăn nhiều các loại trái cây sau đây cũng có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu. Trái táo. Táo có nhiều chất pectin, một loại chất sợi thực phẩm được cho là giảm được lượng chất béo hấp thụ bởi các tế bào mỡ, bao gồm cả phần nạc trái táo khi chúng ta uống nước táo xay. Trái lê. Lê rất giàu chất béo nhóm không bão hòa đơn, giúp làm giảm được cholesterol. Nó còn có thêm một chất sterol là beta-sitosterol, được biết là ngăn ngừa sự tái hấp thụ cholesterol ở ruột. Như thế giảm được mức cholesterol máu. Trái dưa leo. Dưa leo cũng có chứa một sterol giảm được cholesterol. Trái cà chua. Cà chua cũng chứa một chất chống oxy hóa là lycopene, tạo ra màu sắc cà chua, giảm được LDL cholesterol. Cà tím. Cà tím là loại thực phẩm mà các nhà dinh dưỡng học thường khuyên những người muốn tránh các bệnh về tim mạch nên sử dụng. Nó có công dụng bảo vệ tim và hạ cholesterol là nhờ có thành phần kali, giúp bình ổn hoạt động của tim. Chất nhầy trong cà tím có khả năng ngăn chặn, không cho chất béo trong quá trình tiêu hóa hấp thu vào thành ruột. Món cà tím sốt dầu hào có thành phần nguyên liệu phong phú. Cà tím, đậu hũ chiên, ớt chuông, cà chua, hành tây, dầu hào, ô liu, dầu mè. Đây là món cực kỳ tốt cho những ai có lượng mỡ trong máu vượt mức cho phép. Cà tím còn được dùng làm nguyên liệu trong món bún mắm. Khi ăn món này, nên chọn cá, cà tím, đậu hũ, rau sống. Đừng vì ngon miệng mà ăn thêm ba rọi hay thịt heo quay, sẽ mất đi tác dụng hạ mỡ máu của cà tím. Với món cà tím nướng rưới mỡ hành ăn kèm nước mắm, muốn phát huy công dụng trị bệnh, nên bớt dầu mỡ và tăng lượng hành tỏi. Với món cà tím nhồi thịt băm nướng, không nên rưới thêm dầu, vì lượng mỡ trong thịt băm đã đủ làm cho cà tím thơm ngon. Món cà tím xào đậu rưới nước dừa, nên ăn cái, không húp nước. Không ăn các món mà trong đó cà tím ngậm dầu như cà tím tẩm bột chiên giòn, cà tím tay cầm, cà tím chiên giòn sốt me, cà tím kẹp thịt tẩm bột chiên giòn, v.v. Trái bơ. Bơ có chứa rất nhiều beta-sitosterol, là một hợp chất làm giảm tỷ lệ cholesterol. Một nghiên cứu tiến hành trên 45 người đã cho thấy ăn một trái mỗi ngày sẽ giúp giảm tỷ lệ chất béo xuống khoảng 17% chỉ trong vòng một tuần. Trái ổi. Đây cũng là loại trái cây giúp làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa quá trình làm máu trở nên đặc. Vì vậy làm tăng tính linh động của máu, giúp máu lưu thông trong cơ thể dễ dàng hơn. Trái ổi tươi chứa lượng cao các chất xơ hòa tan, pectin và không hòa tan có thể giúp hạ đường huyết một cách an toàn, ngăn ngừa bệnh cao huyết áp. Trái ổi cũng giúp hạ cholesterol, bảo vệ tim và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể nhờ chứa nhiều dinh dưỡng và khoáng chất. Trái việt quất. Trái việt quất chứa chất antioxidant, chống oxy hóa, ngăn ngừa tiến trình lão hóa, có thể làm giảm thiểu lượng cholesterol vào trong cơ thể. Các loại trái cây giúp giảm mỡ bụng. Lớp mỡ bụng ngày càng dày lên khiến bạn trở nên nặng nề, xấu xí và bạn bắt đầu quay cuồng với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Để chiến dịch cắt giảm mỡ bụng diễn ra gọn nhẹ, những loại trái cây sau đây cần được bạn đưa ngay vào khẩu phần ăn hàng ngày. Trái bơ. Bơ là một trong những loại trái cây được phụ nữ yêu thích nhất, và thật may nó cũng nằm trong top 5 loại trái có ích cho vòng eo. Nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa ở dạng đơn thể cao, trái bơ tốt cho quá trình tiêu hóa, làm giảm các loại cholesterol có hại. Vitamin A, B, C, E và khoáng chất có trong trái bơ rất tốt cho sức khỏe, tăng cường năng lượng hoạt động cho cơ thể, giúp chị em vẫn có sức để làm việc hiệu quả dù đang trong chế độ ăn kiêng. Trái ô liu.
tương tự như trái bơ, chất béo trong trái ô liu là dạng chất béo không bão hòa đơn. Chế độ ăn kiêng có loại chất béo này sẽ thúc đẩy tỷ lệ cholesterol có hại sang cholesterol có lợi, giảm thiểu những rủi ro mắc bệnh tim mạch. Đặc biệt, ô liu còn có công hiệu trong việc ngăn ngừa ung thư vú. Có nhiều món từ ô liu cho bạn lựa chọn: salad ô liu, dưa chuột muối ô liu trộn tỏi, hoặc thay mỡ động vật bằng dầu ô liu trong khâu chế biến thức ăn. Trái dừa. Sữa dừa giúp cơ thể chống lại những yếu tố gây hại bên ngoài môi trường và là liều thuốc quý giá cho quá trình tiêu hóa và trao đổi chất. Cùi dừa chứa nhiều protein thiết yếu cho cơ thể. Thành phần hữu cơ trong dừa còn có tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ gan trước tác hại của rượu và các chất kích thích. Trái đu đủ. Đu đủ chứa nhiều vitamin B, chất xơ và chất chống oxy hóa, rất tốt cho quá trình trao đổi chất. Một vài miếng đu đủ sẽ giúp bạn bình tĩnh lại trong những cơn thèm đường. Nước ép đu đủ, sinh tố đu đủ hay salad trái cây là những lựa chọn khác khiến thực đơn của bạn đỡ nhàm chán. Trái dứa. Dứa là vũ khí bí mật để có một vòng bụng phẳng và cơ thể thon thả. Chất axit có trong dứa triệt tiêu bớt calo dư thừa, trong khi vị ngọt và mùi thơm đậm đà dễ khiến vị giác và khứu giác của bạn no nê thỏa mãn. Dạ dày không đòi hỏi được lấp đầy bằng các loại chất béo khác nữa. Và cuối cùng, đừng quên giảm bớt các món ngày thường và có kế hoạch tập thể dục khi ăn những trái cây này nhé. Đừng thắc mắc tại sao vòng bụng vẫn liên tục phát triển nếu bạn ăn thật lực mấy loại trái trên sau khi đã chén đẩy các món ăn khác. Ăn trái cây nào để giảm cân hiệu quả? Phương pháp ăn kiêng hay thực đơn trong bữa ăn chứa nhiều trái cây vốn là cách giảm cân bằng thực phẩm phổ biến của chị em. Giảm cân bằng trái cây cần chú ý đến hai điểm sau. Thứ nhất, cần cung cấp cho cơ thể ít nhất là 1.000 calo mỗi ngày. Thứ hai, ngoài ăn trái cây, chúng ta cần bổ sung thêm protein. Phương pháp dùng trái cây giảm cân cũng còn một cách thực hiện khác. Đó là trong vài ngày chỉ ăn cùng một loại trái cây. Ngoài ra không ăn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Chỉ ăn trái cây đến no mà thôi. Áp dụng cách này hiệu quả sẽ rất nhanh, nhưng như vậy thì không đủ dinh dưỡng cho cơ thể, nên không thể áp dụng lâu dài, mà chỉ thích hợp với kiểu giảm cân siêu tốc. Việc chọn trái cây cho chiến dịch giảm cân là một điều rất quan trọng, vì không phải loại nào cũng đều thích hợp. Sau đây là một số loại trái cây có công hiệu giảm cân và rất dễ tìm. Trái táo. Táo là loại trái quen thuộc với mọi người, và để giảm cân không thể thiếu táo. Táo chứa nhiều thành phần cùi, có thể làm giảm cholesterol, đồng thời cũng bổ sung chất xơ cho cơ thể. Có thể hỗ trợ thúc đẩy đường ruột, nhuận tràng, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nó còn chứa một số dinh dưỡng cần thiết như vitamin, chất khoáng, có thể tăng cường sức khỏe. Ngay cả vỏ táo cũng có thể tăng cường sức khỏe và giảm cân rất tốt. Vì vậy, táo xứng đáng là loại trái giảm cân số 1. Trái cà chua. Năng lượng có trong cà chua rất thấp. Trong mỗi 100 gram chỉ chứa khoảng 19 calo. Hàm lượng vitamin nhóm B rất phong phú, có thể giúp lượng đường và mỡ thừa trong cơ thể chuyển hóa thành nhiệt lượng tiêu hao. Trong đó, vitamin B1 có tác dụng rất lớn đối với tuần hoàn máu và chuyển hóa glucid. Vitamin B2 có vai trò quan trọng trong chuyển hóa lipid và protein. Cũng như táo, cà chua là loại trái được các chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị dùng ăn mỗi ngày, giống như một loại trái cây giảm cân lành mạnh. Trái chuối. Chuối có chứa năng lượng tương đối cao. Trong mỗi 100 gram có khoảng 91 calo. Vậy tại sao chuối vẫn được xem là loại trái cây giảm béo? Chính bởi vì năng lượng có trong chuối tương đối cao nên nó cung cấp khá đủ năng lượng cho cơ thể. Sau khi ăn có thể làm tăng cảm giác no, giảm ham muốn thèm ăn những thứ khác, giúp chế ngự được cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, chuối còn có tác dụng trị bệnh táo bón. Chuối sau khi ăn được hòa tan và hấp thu dễ dàng, làm gia tăng nhu động ruột vị, có thể làm tăng tác dụng thải độc. Chuối còn chứa hàm lượng kali phong phú, có tác dụng khống chế natri, muối trong cơ thể, từ đó hỗ trợ làm giảm bệnh cao huyết áp. Ngoài ra, kali còn có thể thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp, giúp cải thiện tình trạng tích mỡ. Trái nho.
năng lượng của nho không cao. Mỗi 100 gram nho có chứa khoảng 43 calo. Nho có nhiều cùi, sau khi ăn có thể thúc đẩy tiêu hóa. Nó còn chứa thành phần đường nho. Trong kỳ giảm béo, một số chị em phát hiện thấy hiện tượng đường máu thấp. Điều này có thể là do sau khi ăn thì thành phần đường nho được hấp thu, làm chậm lại triệu chứng bệnh. Do đó mà đảm bảo việc giảm cân được tiến hành thuận lợi. Ngoài phần thịt nho ra, hạt nho cũng có công hiệu giảm cân nhất định. Hạt nho có chứa chất xơ và axit linoleic. Hơn nữa có rất ít thành phần đường. Sau khi ăn có thể hỗ trợ tiêu hao năng lượng, nên các chị em khi ăn nho không nên bỏ hạt. Trái bưởi. Đây là một trong những trái cây được coi là tốt nhất trong việc giảm cân. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nếu ăn bưởi trong mỗi bữa ăn, bạn sẽ giảm hơn 3kg trong 12 tuần. Uống nước ép bưởi 3 lần một ngày cũng có cùng một kết quả. Kết quả này có thể không thực sự như mong muốn của bạn, nhưng nó có giá trị như là một biện pháp bổ sung cho một chương trình tập luyện thể dục và chế độ ăn uống lành mạnh nói chung. Bưởi cũng có thể làm giảm nồng độ insulin, làm giảm nguy cơ của bệnh tiểu đường và đột quỵ. Chỉ có một điều cần lưu ý, tránh uống nước bưởi nếu bạn đang trong điều trị bệnh, bởi vì nó có thể ngăn chặn các enzyme trong ruột mà thường phá vỡ thuốc. Cần chú ý một số điều sau khi giảm cân bằng trái cây. Lựa chọn loại trái cây thích hợp với mình. Chúng ta đều biết khi áp dụng phương pháp giảm cân bằng trái cây không thể tùy tiện. Mỗi loại trái cây phù hợp với cơ thể từng người. Loại trái cây khác nhau cho hiệu quả giảm cân khác nhau. Nếu bạn muốn cải thiện tình trạng giảm cân cục bộ, ví như muốn cải thiện tình trạng phù thủng ở chân, nên chọn loại hoa quả có lợi cho việc giảm béo ở chân, hỗ trợ tiêu trừ phù thủng. Chứ không nên tùy tiện chọn loại hoa quả có chứa hàm lượng nước cao, sẽ làm tình trạng phù nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo nên lựa chọn nhiều loại hoa quả khác nhau để có thể vừa giảm cân vừa được thưởng thức các hương vị đa dạng. Coi chừng giảm cân phản tác dụng. Tuy giảm cân bằng chế độ ăn nhiều hoa quả là một phương pháp hữu hiệu, nhưng trong một số trường hợp cũng dẫn đến tình trạng phản tác dụng. Ăn trái cây giảm cân tránh được hấp thụ năng lượng cao. Vì vậy có thể nhanh chóng đạt được vóc dáng đẹp. Một số chị em sau khi thử làm phương pháp này, trong ngay 2 tuần đầu tiên đã nhanh chóng giảm được từ 1,5 đến 3kg. Đặc biệt là đối với người chỉ ăn một loại hoa quả, thể trọng giảm nhanh trông thấy. Tuy nhiên giảm cân nhanh quá rất nguy hiểm. Vì trong thời gian giảm cân, bạn đang trong trạng thái ăn uống giảm thiểu, xuống cân siêu tốc. Sau đó lại ăn uống trở lại như bình thường, có khi ăn còn nhiều hơn để bù vào lúc ăn kiêng, nên trọng lượng cơ thể dễ dàng tăng cân trở lại. Vì vậy, bạn không nên đột ngột giảm hẳn lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể, mà nên đưa lượng thức ăn khống chế trong phạm vi thích hợp. Bạn cũng không nên dùng phương pháp giảm cân bằng một loại trái cây trong thời gian dài, mà nên dùng nhiều loại khác nhau để dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ. Trong thời gian giảm cân bằng hoa quả cũng nên bổ sung protein. Sau khi thể trọng đã giảm, cần điều chỉnh ăn uống để giữ gìn sức khỏe. Có như vậy mới có thể tránh được việc giảm cân phản tác dụng. Trái cây bổ sung chất sắt. Bạn thấy mình thường xuyên bị chóng mặt, hoa mắt và choáng váng. Rất có thể đó chính là dấu hiệu bạn đang bị thiếu sắt và thiếu máu. Sắt là một chất dinh dưỡng quan trọng có tác dụng chuyển oxy đến tất cả các bộ phận trong cơ thể. Chúng tạo thành một chất quan trọng trong quá trình tổng hợp hemoglobin. Vì thế, nếu muốn thực sự khỏe mạnh, bạn cần phải cung cấp đủ lượng sắt cho cơ thể. Có nhiều cách để bạn có thể bổ sung sắt, và một trong những cách đơn giản là hãy ăn một số các loại hoa quả giàu chất sắt để mang lại lợi ích cho cơ thể của bạn. Trái dưa hấu. Dưa hấu rất giàu chất sắt, protein và vitamin C. Đây cũng là loại trái cây có lượng carbon hydrate và kali tương đối lớn. Do đó, dưa hấu là loại trái cây vừa ngon miệng, có tác dụng giải khát tuyệt vời, vừa tốt cho sức khỏe như lợi tiểu, chữa trị viêm thận và làm hạ huyết áp, chuyển hóa protein không hòa tan thành protein hòa tan, tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân viêm thận. Trái dâu tây và mâm xôi. Ăn dâu tây, mâm xôi chắc chắn sẽ giúp hàm lượng sắt của cơ thể tăng lên, giúp lưu thông khí huyết,
Mặt khác, trong dâu tây cũng rất giàu carbon hydrate, vitamin C, kẽm, folate và chất xơ và chất phytonutrient. Do đó, dâu tây và mâm xôi là những loại trái giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể bạn xây dựng một hệ thống miễn dịch vững chắc. Trái chà là. Chà là không chỉ là một món ăn ngon miệng, mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đây cũng là một nguồn cung cấp chất sắt, calo dồi dào so với nhiều loại trái cây khác. Nếu cơ thể bạn đang thiếu hụt sắt hay thiếu máu, thì việc bổ sung loại trái này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp cải thiện vấn đề. Bên cạnh đó, chà là cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như magie, canxi và kali. Những chất dinh dưỡng này có thể giúp cải thiện và bảo đảm cho các vấn đề tiêu hóa của cơ thể. Mỗi ngày nếu bạn ăn một vài trái chà là sẽ rất tốt cho sức khỏe. Trái mận. Hàm lượng chất sắt và chất xơ trong mận tương đối lớn. 100g mận sấy khô chứa 1,2mg sắt. Ngoài ra, trái mận khô chứa nhiều carbohydrate, ít chất béo, vitamin, vitamin A dưới dạng beta-carotene, vitamin E, magie và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Việc bạn thường xuyên uống nước ép mận hoặc ăn mận khô có thể giúp cơ thể giữ được vóc dáng thon gọn, chữa bệnh táo bón, ngừa bệnh ung thư, loại bỏ các gốc tự do có nguy cơ gây hại cho tế bào. Thậm chí, mận còn là loại trái có thể bình thường hóa mức độ đường trong máu, cho nên có thể ngăn ngừa được bệnh tim mạch. Trái nho. Nếu cơ thể bị thiếu máu, bạn hãy bổ sung nho vào chế độ ăn uống để có thể khắc phục được tình trạng này. Trong nho có chứa hoạt chất resveratrol, phân tử có nhiều trong vỏ trái nho, và chất bioflavonoid có tác dụng ngăn cản tác động oxy hóa của cholesterol xấu và chống kết tập tiểu cầu. Làm giảm lượng cholesterol và triglyceride, góp phần làm giãn mạch, nho sẽ giúp phòng ngừa các bệnh tim mạch. Trái mơ khô. Nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh thiếu máu, bạn nên bổ sung trái mơ khô vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Mơ khô rất giàu hàm lượng sắt và có thể giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, mơ khô cũng chứa nhiều kali, 1.600mg trên 100g, rất cần thiết cho hoạt động của tim và cơ bắp. Trái mít, đu đủ và táo. Ngoài các loại trái cây trên, có một số loại trái cây khác cũng có hàm lượng sắt cao như mít, đu đủ và táo. Các loại trái cây này hầu như đều có sẵn ở khắp mọi nơi. Vì thế, để đảm bảo cho cơ thể khỏe mạnh, bạn hãy ăn một trái táo, đu đủ hoặc vài muối mít thay vì ăn những miếng khoai tây chiên nhé. Trái xoài. Xoài có những tác dụng tốt đối với hệ miễn dịch do loại trái cây nhiệt đới này có chứa nhiều muối khoáng, đặc biệt là canxi và sắt. Theo các nghiên cứu, xoài chứa lượng chất sắt gấp 3 lần so với những trái khác. Chính vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên phụ nữ mang thai và những người thiếu máu nên ăn xoài thường xuyên, giúp tăng hemoglobin trong máu. Đây là chất giúp giữ sắt trong máu. Xoài thực sự là nguồn vitamin phong phú và hữu ích. Phòng bệnh cảm lạnh, cảm cúm với trái cây. Theo thống kê, trung bình hàng năm mỗi người sẽ mắc phải bệnh cảm cúm nặng hay nhẹ khoảng 6 lần. Có thể đề phòng cảm cúm bằng cách giữ gìn cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Trong đó, ăn uống với đầy đủ chất bổ dưỡng cũng đóng một vai trò vô cùng cần thiết để giúp cơ thể đấu tranh với những mầm vi khuẩn. Một trong những thực phẩm hữu ích đó là trái cây. Việc nạp vitamin vào cơ thể sẽ tăng khả năng miễn dịch, đẩy lùi cảm lạnh và cảm cúm. Trái cây cũng làm giảm nguy cơ bệnh tim và ung thư. Hãy thử tăng cường 5 loại trái cây dưới đây để cung cấp cho cơ thể một hệ thống miễn dịch tốt. Trái táo. Táo giàu vitamin C, có tác dụng gia tăng sức bền thành mạch máu và sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, táo chứa acid folic và vitamin B, có tác dụng ngừa bệnh tim, giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể và tăng hàm lượng cholesterol tốt lên. Mà cholesterol xấu chính là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch, ung thư. Trong táo cũng có chứa quercetin, một chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ phổi, tránh các chất gây ô nhiễm từ môi trường bên ngoài. Trái đu đủ.
Đu đủ nằm hàng đầu trong danh sách những trái cây giàu dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Đu đủ giàu vitamin C, một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp đẩy mạnh quá trình sản xuất các tế bào bạch cầu và kháng thể, tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn sự xâm nhập và tấn công của virus gây bệnh vào cơ thể. Trong 100 gram trái đu đủ có 74-80mg vitamin C và 500-1250 EU caroten. Đu đủ còn có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét. Các beta carotene và vitamin C, E trong đu đủ làm giảm viêm nhiễm khắp cơ thể, giảm bớt những ảnh hưởng của bệnh suyễn. Trái Nam Việt Quất. Đây là trái cây rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. 2 ly nước ép trái Nam Việt Quất mỗi ngày giúp chữa trị hiệu quả bệnh cúm. Uống nhiều nước trái cây này sẽ giúp thận thải nhanh độc tố qua đường nước tiểu. Trái bưởi. Các chuyên gia y tế đều nhất trí khẳng định, sinh tố C trong rau quả mà đặc biệt trong cam, chanh, quýt và bưởi có khả năng dinh dưỡng đáng kể, làm gia tăng sức mạnh và số lượng bạch huyết cầu, do đó đề kháng được một số bệnh tật như bệnh cảm cúm mùa đông. Ngoài vitamin C, bưởi cũng chứa các hợp chất tự nhiên gọi là limonoids, có thể hạ thấp cholesterol. Chất lycopene trong bưởi có khả năng chống ung thư. Trái chuối. Một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng của chuối là vitamin B6. Chuối giúp giảm mệt mỏi, trầm cảm, căng thẳng và mất ngủ. Chuối có rất nhiều magie giúp xương vững mạnh, kali giúp ngăn ngừa bệnh tim và cao huyết áp. Trái cóc. Trong 100g thịt trái cóc có 42mg axit ascorbic, vitamin C. Nhờ vậy, cóc có tác dụng tăng sức đề kháng cho người bị cảm cúm. Trái cóc còn có khả năng làm sinh tân dịch, kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, giải khát và giải nhiệt. Khi bị đau họng, chỉ cần chấm thịt trái cóc với muối, nhai thật kỹ, nuốt từ từ là sẽ hết đau. Ngoài ra, nước ép rau quả cũng rất tốt cho người bị cảm cúm. Hãy uống một ly nước trái cây, thức uống bổ dưỡng này sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy chất chống oxy hóa và tăng cường nước cho cơ thể chống lại cúm.